Hồi anh mới bắt đầu chuyển qua thì điểm lợi thế nhất mà anh thấy đó là Em nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn hiện tại background của các bạn làm business nhưng mà có thể là cũng mong muốn chuyển qua làm data hoặc là làm những cái role technical. Thì đối với anh á, thì anh nghĩ là với background business của mình á, thì anh nghĩ là anh có lợi thế gì và anh có những cái bất lợi gì khi anh làm cái role này? Ok. Hồi anh mới bắt đầu chuyển qua thì điểm lợi thế nhất mà anh thấy đó là anh có được cái view và cái need của bên business rất là rõ so với là các bạn bạn khác. Nên cái việc mà khi mà mình translate cái đó ra thành bài toán để giải á thì nó đánh đúng chỗ ngứa, nó sẽ tạo được cái value nó tốt so với lại các bạn technical. Điểm thứ hai thì anh thấy là lúc mình đứng bên business thì cái việc mà communicate của mình nó sẽ rất là nhiều. Cho nên là khi mà communicate như vậy thì cái việc mà cái project nó chạy nó cũng sẽ rất là smooth, từ cái khâu là alignment và những cái mà chúng ta sẽ làm cho tới khâu là khi mà chúng ta làm xong thì kết quả nó sẽ ra như thế nào, và cái việc reporting cho stakeholder thì họ cũng rất buy in cho những cái mà mình đã làm. Thì anh nghĩ là cái điểm lợi thế. Còn cái điểm không lợi thế thì rất rất là rõ ràng thôi, tại vì mình không có rành sâu về mặt technical như các bạn khác, nên đôi khi là mình nghĩ cái này làm nhanh lắm, dễ lắm, rồi bản chất nó lại không như vậy, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau, technical debt, hoặc là các bạn làm cho có, nhiều khi nhìn thấy giống vậy nhưng mà không phải vậy. Phần thứ hai thì anh nghĩ đó là khi mình trao đổi các bạn sẽ không thấy cái sự contribute của mình nhiều trong mặt technical. Thì những bạn nào mà chuyên sâu mặt technical họ sẽ không có respect mình, tại vì ta đang làm như thế này đang rất tốt đồ ấy, sao lại có một ông không biết gì vô, thì đó là sẽ cái điểm không tốt. Vậy thì cái bất lợi là sẽ có những bạn trong team technical họ được train technical bài bản thì có thể họ sẽ không respect mình tại vì mình không biết nhiều technical bằng họ. Thì làm sao để anh có thể làm việc với lại những bạn như vậy hoặc là cái cách để anh tương tác với những bạn như vậy? Thì mình lấy cái điểm lợi thế để mình bù lại điểm bất lợi. Khi mà người với người làm việc với nhau, whatever là cái skill set của họ là gì, làm sao để mình achieve cái mục tiêu chung đó. Nếu như trong trường hợp mà anh đưa được cho họ nhiều cái add-in value là ok, là về mặt business nó sẽ như thế này, nó translate ra thành cái này, nếu làm nó sẽ ra như thế nào, cái là những cái thông tin nó rất rõ ràng đó, thì họ rất appreciate chuyện đó, thì họ sẽ consider mình là a part of the team thay vì chỉ là một đứa nhảy vô không biết gì cả, cứ quăng lung tinh. Thì mình nếu mình cứ đặt cái mục tiêu của mình rõ ràng là làm sao cùng đạt được cái này cùng với họ, họ sẽ welcome cái chuyện đó.